Sau chiến Nam Lực Tàn, cả đối tướng Sơn Hương thường năm dòng Lê Dũng, mưa cho trốn cáo hạ kém chất lượng, mi sát thành hè, bày khai hơi nằm cờ dân đại đánh Nhật Bản, các nhòm khổ khảo. Sau thời nán việc triển bà nhọc nhỏ bạn ngầm hơi nằm cờ dân đại đánh Nhật Bản, xả nhòm lực, nhòm cay, nhòm khủ neo đình, có phân biệt bánh xứ khai hàng giả, mưa hàng kém chất lượng cần lấy riêng làm. Ní là nội dung một khoái cày hoa cà tàn, quốc phần xứ bay cái chương trình mới mình ý. Cửa hàng tạp hóa kia ấy Hà Thị Dần, dù chớ trung tâm xã Thành Sơn huyện Mường Mùn, xe bài khai rất là lai ná hàng bánh kéo, mà là nắm bàn, màn, mì chính. Ấy dần có hơ hú, cần tiết dùng chân ý xe bởi nhà mì tâm lý bà, mạc hè mà là quan tâm mùng làm hoạt, cộc thích kẻ hàng hóa. Giọt bà đán xe nếu nhập hàng bà mì gió cộc thích, xe có chỉ xác khai lạch. Khoái khai hàng rồi tên ý, lấy xịp ký pi mê mốm. Nằm bao nguồn cung cấp hưởng phân phối dù tân lạc vì bà mừng mùn dù tên ý có cái cây. Một quái có chủ yếu nhập cả na hàng, bò tem mát của hàng sử dụng, mi nguồn gốc của xuất xứ rõ ràng. Bấy trái dưa cần sân nhỏ xương hua chưa bằng ngầm, cuồng phòng bán hàng giả, hàng nhái, hàng bẩm mì chất lượng. Ủy ban nhân dân các xã nhầm sung, nhầm lực, nhầm cây có tăng tổ chức hết khấn năm khát chuyến ba phân biệt hàng giả hàng té hớt cần dân dù nằm chớ trung tâm cận nằm xả thị trấn khuyến cáo cần tiêu dùng thấn chóng mà là hú cách hú mà là phân biệt lấy hàng giả hàng té hàng và đảm bảo an toàn dòng trên lầu. Một khoái có xuôi bài trường bà mở chất lượng hàng hóa hơn cả sự cần lạch, đặc biệt và dù tên ý nằm bươn xuống điểm mở an toàn an trên nào. Một khoái thành lập đoàn xã bếp mà hoặc cả tu cửa hàng tạp hóa, qua trường bà hoặc cả dân là đi cả khu trung tâm mỹ trớ. Đôi năm trường bà hoặc tuyến các chủ cửa hàng, để chủ tạp hóa một khoái có trường bà thường xuyên. Dù tên ý một khoái có ba năm sống một số nhà hàng chủ quán, nhập hàng phải mỹ xuất xứ đàng hoàng, nhập tí là đảm bảo an toàn vệ sinh an trên lầu. Đội quản lý thị trường số xì, chân ít sẽ phải quản lý dù sang địa bàn Sam Huyến, Cao Phong, Tân Lạc, Lâm Mừng Mùn. Địa bàn xích quáng, hệt hớ công tác quản lý thị trường, chuộp lấy ăn bàn giò khổ khảo. Toàn bàn án xê đối của hệ chủ đống phối hợp man đơn, huộm 5 lờ ban chỉ đáo Sam Hoài Pẹt Sip Cáo, kẻ huyến. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn có cam hắng lấy tình hình địa bàn, thu thập thông tin, bấy xác định đối tượng vi phạm. Bóm nắn xê có hạt mắn công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đảm bảo quyền lợi dài nhất, hứa cần tiêu dùng. Cáo bươn pi sang bản giáo xì, lực lượng quản lý thị trường đối xì, xê có hế bếch sọc xo lầm, sang hoái xì dịp học vú, hẹn ọc lái mà là xử phạt vi phạm hành chính, mất đăng số ngân dân tính mà hoái xam dịp học chiều kịp, nộp ngân sạch hơn nược. Quang nắn, của địa bàn huyện Mường Mùn kiểm tra mà là xử lý lái xịp cáo vú, mất đăng số ngân phạt vi phạm hành chính dân tính xì xì mô chiều kịp. Trên vùng địa bàn Mai Châu thì rất là tỉnh địa bàn Mường Mùn có lại tỉnh địa bàn thì nhòm lực nhòm canh bay mà có giạc hơ hú ba chủ lực thì có lắng nói một khoái có dòng thường xuyên có công tác kiểm tra một khoái của hệ năm trường ba cam kết năm cho no cả cơ sở kinh doanh đặc biệt là cơ sở kinh doanh đầu mối hết thứ đơ bán bánh kịp giờ nằm hàng giả hàng kép chất lượng bà mà hoạt 45 pi không đến với bà con. Bấy bán xe lái mà là xử lý triệt để hàng nhái, hàng giả, hàng bẩm mì chất lượng, dù nhầm sung, nằm ngành chức năng cơ hệ suy tiêu chuyển ba pháp luật, ký cam kết, bảo khai lạch hàng cấm, hàng nhập lấu, hàng giả, bờ gió cộc thích, xuất xứ, vi phạm an toàn dòng trên Lào hôm 5 lần nằm giá gần khai lạch. Trực tiếp bọc giòn cần sân, cạch, hú, nằm dấu hiệu kèm một số sản phẩm hàng hóa, tăng lấy hết giả tỉnh thị trường. Nằm gió hư dòng hái kẻ hàng giả, hàng bẩm mì chất lượng, sản phẩm hàng hóa, mà lơ hóa chất, bờ gió cộc thích xuất xứ, bảo đảm bảo an toàn vệ sinh dòng trên Lào. Nhờ xung vai trò trách nhiệm kẻ chính quyền cấp cơ sở, quân công tác chiến ba, quản lý, việc nhờ xung hư cho bàn ngầm, khai lạch, xe có chỉ hết hớ khả dòng trên Lào kém chất lượng, hàng hóa bờ gió cộc thích xuất xứ, xe giạc dù lái, cọp thòng đảm bảo sự khắn hơn cần dân tỉnh địa bàn.